VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, ở video lần trước chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là vang liền công suất rồi phải không nào? Và ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ mang tới cho các bạn một trải nghiệm mới về chiếc vang liền công suất được xem là hot nhất hiện nay. Chiếc vang liền công suất với cái tên là E3TX6900. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao nó hot thế nhé. Một thiết kế sang trọng nhỏ gọn, kiểu dáng hình hộp chữ nhật, vỏ ngoài là chất liệu khoai nhung cao cấp, màu bạc sáng bóng. Mặt trước gồm một màn hình LCD nhỏ, ở hai bên là các nút điều chỉnh hiệu ứng echo, delay, nút tăng giảm âm lượng micro và music. Phía bên cạnh là nút nguồn và nhóm nút lên xuống trái phải, điều chỉnh cấu hình và một đầu kết nối jack 3.5 thông dụng. 2. Cho âm thanh sáng và sạch. Do kết hợp giữa cục đẩy công suất cùng với mixer kỹ thuật số và sử dụng sung Class TD với ưu điểm vượt trội đó là mang lại hiệu suất cao, từ đó sản phẩm của chúng ta vừa tiết kiệm điện này, vừa tăng độ ổn định này, đồng thời là giảm tiếng ồn và mang lại cho chúng ta âm thanh vừa sáng vừa sạch phải không nào? 3. Đánh cặp loa full đến 3-4 tấc với công suất là 500W nhân 2 kênh trở kháng 4 ohm, có thể lên đến 800W nhân 2. Tích hợp đầy đủ kết nối các kỹ thuật số lên ampli có khả năng phối ghép với nhiều dòng loa khác nhau. Tối đo hai cặp loa bass 25cm hoặc một cặp loa bass từ 30-40cm mà vẫn đảm bảo tín hiệu âm thanh tốt nhất. 4. Tinh chỉnh phối trộn âm thanh tốt nhất. E3TX6900 với khả năng tinh chỉnh được 7 giải tần trong 3 giải tần bass, drift và mix. Và khi điều chỉnh chuyên sâu bằng phần mềm trên máy tính thì thực sự chất lượng âm thanh còn ấn tượng hơn nhiều so với chỉnh tay. 5. Hỗ trợ hát karaoke chuyên nghiệp. Hát karaoke sẽ trở nên dễ dàng hơn với dàn có sử dụng E3TX6900, giọng hát của bạn sẽ nhẹ hơn và thanh hơn và chúng ta sẽ không còn mệt mỏi những nốt cao nữa. Tuy nhiên, khả năng cắt hú không phải là sở trường của sản phẩm E3TX6900 đâu nhé. 5. Hỗ trợ hát karaoke chuyên nghiệp 12.900.000 đồng cho một chiếc vang liền công suất tại VDA. Ngoài ra còn nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ghé ngay showroom gần nhất để trải nghiệm sản phẩm nhé.